Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Reaction của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ reaction một ca khúc MV kiếm hiệp của thần tượng thời thanh xuân của mình, đó chính là anh Ngưng Hoàng Phúc thể hiện. Sau một hồi vắng bóng showbiz thì anh ấy đã quay trở lại với một sản phẩm lại còn là MV kiếm hiệp nữa, nên là mình khá là thấy một phong cách mới lạ. Mình chỉ đang xem diễn xuất của anh ấy trong cái MV này như thế nào nhá. Đúng ngày xưa, đúng hồi còn bé mê anh Ngưng Hoàng Phúc cực kỳ, hồi đấy là kiểu nam thần trong lòng mình ý. Đúng ngày xưa là mua tranh mua hình về dán khắp phòng luôn đó các bạn. Đấy, bọn mình cùng nhau xem MV Ngưng Hoàng Phúc gia nhập giang hồ và cái kết tình giang hồ Tân Theo Long Mobile PNG nhá. Mình cùng xem nhá. Trời. Xinh thế. Xinh thế. Chị này nhìn quen nhỉ, trước đóng cái gì nhỉ? Nhớ xem nào. Hình như là đóng Lan Quế Phường có phải không nhỉ? Xinh vãi. Trời. Kiều Phong. Kiều Phong. Đánh đàn tranh à, ngày xưa mình thích đàn tranh á, đánh đàn tranh kiểu thực nữ hiểu về phải cầm kỳ thi họa, biết đánh đàn tranh, vẽ tranh giỏi ấy. Một sự kết hợp mới mẻ nha, giữa nhân hai nhân vật này, hai diễn viên này. Mặt hồ sao khói sương đau lòng. Trời, đúng kiểu nhá, trong cổ trang ấy, những cái kiểu chuyện tình kiếm hiệp nhá, là cái địa điểm bờ sông là một cái địa điểm hẹn hò lúc nào cũng chuẩn đét luôn. Mình sau này chả lẽ mình cũng phải kiếm mấy cái chỗ ra mấy chỗ bờ sông, biết đâu lại gặp được chàng hiệp sĩ kiếm hiệp nào cũng nên ý. Đấy, đúng kiểu bờ sông là địa điểm lý tưởng rất là hẹn hò mọi người ạ, để dùng để hẹn hò ấy, à để hẹn hò ở bờ sông. Ngắm trăng bên thềm, Rồi, gái xinh dịu dàng, rơi rất mong manh quen cầu ước chàng trai thì chính người trực. cầm vàng tiếng sao não nề, nụ cười nàng phăng phất nơi giai lệ, yêu mềm tay sao bước chân giang hồ. Bởi đã yêu anh đang hồi tưởng lại quá khứ à? Ôi hụt hẫng đấy, buồn đấy. Phương Bắc Tiêu Phong Nam Mộ Dung. Tiêu Phong, Tiêu Phong. Khó thoát số kiếp ai xưng anh hùng. Sao mà đau khổ thế? Chỉ trách ta tham chữ lời danh. Bóng trong mắt hết ta còn ai ngoài đất sâu. Bắc tông như cơn mưa nơi biên cương làm nghẹn lòng. Báo táp không quên đi giang sơn ta còn hận thù. Cứ Ui. mãi trong u mê mong hoàn thành được đại nghiệp. Hãy một lần cùng em ta đi. À, đoạn này là kiểu sờ ngực xong rồi mới biết là đây là nữ. Đéo, không biết sờ ngực này không sợ nữ diễn viên nhảy bật dậy táp cho cái chết. Hình như là mình có nhớ về cái đoạn này, ngày xưa mình có xem phim ý, có xem phim ý. Mình nhớ đoạn này là bị Tiêu Phong ấy nghe được cái tin giả ấy, là nghi ngờ Đoàn Chính Thuần là đại ca lãnh đạo thì phải. Thế là thanh niên Tiêu Phong này mới hẹn Đoàn Chính Thuần ra quyết đấu A Châu ấy, là vì lo lắng nghĩ cho Tiêu Phong sẽ bị Đoàn gia nước đại lý, kiểu thế lực này, người đông thế mạnh và còn sở hữu các tuyệt kỹ uy danh thiên hạ, đặc biệt là Nhất Dương Chỉ này, và nhất là Nhất Dương Chỉ và là nhất uy danh thiên hạ là Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm tìm đến báo thù nhá. Nếu như Tiêu Phong mà giết Đoàn Chính Thuần ấy, nên là A Châu đã cải trang thành Đoàn Chính Thuần. Tiêu Phong không biết nên là tung chưởng giết chết A Châu. Trước khi chết thì A Châu này có nhờ Tiêu Phong chăm sóc A Tử, muội muội của mình. Tiêu Phong có nhận lời và nguyện sau khi trả thù cho cha mẹ ấy thì sẽ tự vẫn để được ở cạnh bên A Châu. Đấy, mình nhớ là như vậy. Xem tiếp nhé. Em khắp thế gian, đứng giữa hai con sông ta không thể chọn một lòng. Nắm lấy đôi tay em ta không giữ được lời thề. Dù áo phong sương ta xin một lần nhìn đời cười bình yên. Núi tuyết như anh em bao nhiêu năm cùng bạc. Mình nhớ là Kiều Phong gặp Đoàn Dự trong quán rượu cơ mà. Sao bây giờ lại nhảy về ngồi ở trong vườn thế nhỉ? Thế còn thanh niên Hư Trúc rồi. Đầu gió cuốn như phong ba gương đang chung cùng một lòng. Như khi ta bên nhau
say quên đi đường mịt mù. Đoàn dự kiều phong công hư chúc viết thiên thu, tay bút như hoa rơi nhưng không ngăn được giọt lệ. Quyết chí tranh giang sơn chỉ có thể phụ lòng người. Chín tiếp tân thiên long ta sẽ lại là một đời trường phu. Đây này, ta phải tìm đoàn chính thuận để trả thù cho mẹ. Đây là hồi ức hay sao ấy, hồi ức về chuyện này. Đúng chất giọng của anh Đông Ngọc Phúc nhỉ, vẫn vậy, chất giọng đặc biệt. Cánh hoa nơi này rơi rất mong manh quên cầu ước thề, đồng nguyên cầm vang tiếng sao nào đang quạnh nhau, nụ cười nàng phăng phất nơi gian lệ, yêu mềm tại sao bước chân giang hồ, bởi đã yêu anh em nguyên si tình. Đây đang là rắc cho của A Châu ra. Đây là đăng giải cho của A Châu. Đây là biển hay là hồ, thác nước hay là sông vậy này? Chỗ này này. Khó thoát số kiếp ai xưng anh hùng. Chỉ trách ta tham chiều lời danh. Bóng trong mắt hết ta còn ai ngoài hơn sâu. Ấp tông như cơn mưa nơi biên cương làm ngàn. Ôi nhìn anh ấy đau khổ quá. Trong u mê mong hoàn thành được đại nghiệp. Rồi tục chiều mãi không được này. Wow. Uê, Kiều Phong này là đang dạy đoàn dự lục mạch thần kiếm. Đấy, thanh niên đoàn dự này mà luyện được cái skin này có mà bá đạo thôi rồi luôn. Đôi tay em ta không giữ được lời thề, dù áo phong sương ta xin một lần nhìn. Đùa, này, mình cứ tưởng là tung chiêu này phải nước phải cao 10.000, phải kiểu 10 mét cho nó ách chứ sao có vài giọt thế này. Trời, bình thường là mấy cái chiêu thức của khủng khiếp như này là dùng ra chiêu là phải nước cả cái hồ để bắn lên cho nó máu chứ. Trời ơi, chỗ này sai sót này, chẳng lẽ phải dùng cái gì phun lên cho thật mạnh ấy, nó mới hợp lý. Đấy. Đời cười bình yên. Dường. Thanh niên luyện công à, chữa trị vết thương. Đoàn dự Kiều Phong hư trúc. Đây. Kết nghĩa huynh đệ. Kết nghĩa này giống với Lưu Bị, Quan Vân Trường với Trương Phi, nhưng mà thiếu mất rượu với đồ nhắm cho anh Kiều Phong. Anh Kiều Phong phải chuẩn bị rượu đồ nhắm các kiểu nó mới hợp lý. Ở đây cái khăn của chị người yêu này, không biết là anh Kiều Phong này giữ bên mình còn thơm không mà cầm người hai thanh niên kia chắc đang hiểu không biết là làm gì đây, ngồi cầm khăn ngồi suy nghĩ. Trả thù cho cha mẹ đấy. Wow, đẹp thế. Game này có chế độ hack bá đạo nhờ. Ghê nhờ, cân tất cả đối thủ luôn này. Uống rượu, cười vui. Ba thanh niên, đoàn dự Kiều Phong. Hư chúc. Sinh tử ly hợp. Ôi. Thất tình. Game này là game Tân Thiên Long Mobile. Ôi thú cưỡi trong cái game này nhìn đẹp nhờ, trang phục đẹp thế. Chỉ điểm giang. Đồ họa nhìn đẹp á. Tiêu bạc giang hồ. Cuộc đời của tí tải về chơi thử được. Ui thỏ đấy, con thỏ đấy xinh chứ. Thỏ là tớ các cậu ơi. Thỏ này, ngựa có cánh này. Ôi đẹp thế. Thú cưỡi đẹp nhở. Game đẹp ấy. Game này đồ họa đẹp này. Cốt truyện hay. Mình xem lại một tí nữa đi. Rồi, anh Ưng Hoàng Phúc. Ôi, nhận dạo này hơi tăng cân. Điều vẫn đẹp dài. Đấy, chị này yêu trắng thế, trắng gì mà không có vết mũi đốt. Xinh thật. A Châu, Kiều Phong, say đắm tình yêu, hai người yêu nhau. Nàng múa này. Đồ họa game đẹp nhở. Mặt hồ sao khơi sương đau lòng. Nhớ người từng đêm ngắm trăng bên thềm. Sao giờ tàn phai cánh hoa nơi này, rơi rớt mong manh quên cầu ước thề. Độc huyền cầm vang tiếng sao não nề, nụ cười nàng phăng phất nơi gian lệ.
yêu mềm tại sao bước chân giang hồ. Bởi đã yêu anh em nguyện si tình. Bởi đã yêu anh em nguyện si tình. Phương Bắc Tiêu Phong Nam Mộ Dung. Phương Bắc Tiêu Phong Nam Mộ Dung. Khó thoát số kiếp ai xưng anh hùng. Như đang xem phim cổ trang này các bạn ạ. Đây này, đây là cái đoạn mà Kiều Phong giết, nghĩa là tưởng A Châu là kẻ thù của mình đấy, bị hiểu lầm ấy, bị tung tin giả ấy. Bắc tông như cơn mưa nơi biên cương làm nghẹn lòng, báo táp không quên đi giang sơn ta còn hận thù. Cứ mãi trong u mê mong hoàn thành được đại nghiệp, hay một lần cùng em ta đi hết khắp thế gian. Đứng giữa hai con sông ta không thể. Ôi, giết nhầm người mình yêu đau lòng lắm đấy, thật sự luôn. Dù áo phong sương ta xin một lần nhìn đời cười bình yên. Núi tuyết như anh em bao nhiêu năm cùng bạc đầu, gió cuốn như phong ba gương đang chung cùng kiểu mắt thứ trước này. Khi ta bên nhau say quên đi đường mệt mù, đoàn dự kiều phong cũng hứa chúc biết thiên thu. Tay bút như hoa rơi nhưng không ngăn được giọt lệ. Cốt truyện trong game rất là hay nhá. Chín tiếp Tân Thiên Long ta sẽ lại là một đời. Tân Thiên Long mobile BNG game. Ê, đoàn chính thuần đấy, thanh niên. Trời ơi, A Châu tại sao lại làm vậy? Do tất cả chỉ vì lo lắng cho Kiều Phong. Nhưng mà đau xót nhỉ, em giết nhầm người mình yêu ấy. Mặt hồ sao khói sương đau lòng, nhớ người từng đêm ngắm trăng bên thềm. Sao giờ tan khó thoát số kiếp ai xưng anh hùng. Đấy cái chỗ này, về cái chiêu thức mình nghĩ là phải hoành tráng hơn cho đẹp. Bóng trong mắt hết ta còn ai ngoài hơn sâu. Bắc tông như cơn mưa nơi biên cương làm nghẹn lòng. Đau khổ không chưa? Quên đi rằng sân ta còn hận thù. Cứ mãi trong u mê mong hoàn thành được đại nghiệp. Hãy một lần cùng em ta đi hết khắp thế gian. Đứng giữa hai con sông ta không thể chọn một đấy. Nắm lấy đôi đáng tay lẽ vì không giữ được lời thề. Thầy cao trào lên. Nhìn đời cười nước cao nước biển à, nước hồ phải dâng cao. Núi tuyết như anh em bao nhiêu năm cùng bạc đầu. Giống bị đau chị Hương này. Cùng đau chung cùng một lòng. Như khi ta bên nhau say quên đi đường mệt mù. Đoàn dự kiều phong cũng hứa chúc biết thiên thu. Tay bút như hoa rơi nhưng không ngăn được giọt lệ. Biết chi tranh giang sơn chỉ có thể phụ lòng người. Chiến tiếp Tân Thiên Long ta sẽ lại là một đời trường phu. Núi tuyết như anh em bao nhiêu năm cùng bạc đầu. Gió cuốn như phong ba gương đau chung cùng một lòng. Như khi ta bên nhau say quên đi đường mệt mù. Đoàn dự kiều phong cũng hứa chúc biết thiên thu. Tay bút như hoa rơi nhưng không ngăn được giọt lệ. Biết chi tranh giang sơn chỉ có thể phụ lòng người. Chiến tiếp Tân Thiên Long ta sẽ lại là một đời trường phu. Game bá đạo á, chiêu thức của nó này cần tất cả mọi đối thủ. Sinh tử ly hợp, sinh tử ly hợp, thất tình lục dục, thất tình lục dục, chỉ điểm giang sơn, chỉ điểm phiêu bạc giang hồ. Thú cưỡi đẹp nhờ. Con này ngựa sắt lửa này, con thỏ em mình thích con thỏ đấy, đúng đúng không? Thảo thỏ phù hợp không? Nhân vật béo cưỡi con này xinh nhờ. Thú cưỡi ba con thú cưỡi nhìn đẹp thế. Cuộc đời của bạn như thế nào đều là sự lựa chọn. Đồ họa đẹp nhờ, hòa mình vào cốt truyện này. Biên cương làm nghẹn lòng, báo táp không quên đi giang sơn ta còn hận thù. Cứ mãi vừa rồi là cảm xúc của mình khi xem MV cổ trang của anh Ưng Hoàng Phúc. Đấy, đúng không, kiểu sau bao nhiêu năm thì anh Dương Hoàng Phúc vẫn kiểu thần thái ở mên lì đẹp dai mà kiểu trẻ lâu thật đấy, tại vì hồi đấy mình còn bé tí mà xem anh ấy đã, mà xem anh ấy là kiểu mình gọi là chú rồi chứ, bây giờ vẫn trẻ như vậy. Thùa, thật sự rất anh trẻ lâu đấy. Xem xong rồi thấy cái game trong MV này hay phết, lát nữa mình sẽ tải về chơi thử vì thấy đồ họa rất là đẹp, với cả cốt truyện khá là hay. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip reaction ngày hôm nay của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye và hẹn gặp lại nha.